Cơ lớn trước đối tác giúp Việt Nam sửa chữa tăng hàng Su-27. Quý vị và các bạn thân mến, các chiến đấu cơ Su-27SK, UBK của Việt Nam hóa ra không phải được chuyên gia Nga hay Belarus hỗ trợ trong quá trình đại tu như nhiều người tự nghĩ. Theo số liệu được Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPRE công bố, trong giai đoạn năm 1995 đến năm 1998, Việt Nam đã mua từ Nga 12 tiêm kích chiếm ưu thế trên không, Su-27SK, UBK theo hai hợp đồng riêng lẻ có giá trị ước tính và khoảng 200 triệu đô la Mỹ. Với tuổi thọ cung thân 2.000 giờ bay, tương đương 20 năm phục vụ, đã tới thời điểm các chiến đấu cơ trên trải qua giai đoạn đại tu giữa vòng đời nhằm kéo dài thời gian sử dụng. Hiện tại Nga đang tích cực chào hàng tới các đối tác nước ngoài những gói đại tu nâng cấp dành cho tiêm kích Su27, cụ thể là hiện đại hóa Su27SK lên chuẩn Su27SKM hay Su27UBK thành Su27UBM với tính năng kỹ chiến thuật được đánh giá gần như tương đương Su30MK2. Do là đối tác quốc phòng lớn nhất của Việt Nam, đồng thời lại chính là nhà cung cấp máy bay, hợp đồng sửa chữa lớn Su27 tưởng như khó thoát khỏi tay người Nga. Tuy vậy, lại xuất hiện một diễn biến mới khi Việt Nam tỏ ý quan tâm đến lô chiến đấu cơ Su-30K, Ấn Độ trả lại Nga và lưu trữ tại nhà máy sửa chữa máy bay số 58 ở Belarus. Được biết, khi phái đoàn quân sự cấp cao của ta sang thực địa đánh giá, phía bạn để giới thiệu năng lực và chào hàng gói nâng cấp Su-27 UBM-1 không hề thua kém Su-27 UBM của Nga. Với những gì đã diễn ra, có lẽ tất cả mọi người đều nghĩ rằng Đối tác nước ngoài giúp Việt Nam kéo dài thời hạn phục vụ của tiêm kích Su-27 chỉ có gọn trong hai quốc gia trên. Thế nhưng, trong phóng sự nhà máy, A-32 làm chủ công nghệ hiện đại sửa chữa máy bay Su-27 phát trên kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam, thiếu tá Phạm Bá Nguyên, trưởng phòng kỹ thuật của nhà máy lại cho biết, công việc được tiến hành với sự trợ giúp của các đoàn chuyên gia đến từ Ukraine. Đây là thông tin tương đối gây bất ngờ nhưng cũng là điều hợp lý khi trước đó phía bạn đã nhượng lại cho Việt Nam nhiều tài liệu liên quan đến công tác bảo trì, bảo dưỡng tiêm kích Su-27 với giá thành rẻ hơn rất nhiều, mua trực tiếp từ Nga. Ưu thế về chi phí chính là yếu tố quyết định khiến chúng ta bỏ qua Nga hay Belarus để chọn Ukraine. Hiện chưa rõ Su-27 của Việt Nam có tiện thể được tiến hành nâng cấp giữa vòng đời lên chuẩn mới tiên tiến hơn hay không. Nhưng do Ukraine chỉ đang khai thác các dòng Su-27 nguyên bản nên khả năng này tương đối khó xảy ra. Vì vậy, nếu có nhu cầu cao hơn trong tương lai thì gần như chắc chắn Việt Nam sẽ vẫn phải tìm về với đối tác truyền thống là Nga. Các bạn vừa theo dõi video bất ngờ lớn trước đối tác giúp Việt Nam sửa chữa tăng hàng Su-27. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại.